Cô chào tất cả Kem, Kem thân mến à, Video bài giảng ngày hôm nay thì cô và Kem sẽ tiếp tục ở chủ đề Tin yêu và ước vọng bài 7 ngữ văn 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thực hành tiếng Việt Sách giáo khoa trang 48 tập 2 Trong phần thực hành tiếng Việt của bài số 7 Thì lần trước chúng ta đã ôn lại một chút kiến thức về biện pháp tu từ và nghĩa của câu về biện pháp tu từ thì chúng ta đã à, nhớ và nhắc lại và phân tích một số biện pháp nghệ thuật như là nhân hóa, hoán dụ, so sánh. Thế và chúng ta cũng đã tìm hiểu về nghĩa của câu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những cái đơn vị kiến thức liên quan đến phần thực hành tiếng Việt cụ thể như sau. Các cái nội dung cơ bản trước khi vào bài thì chúng ta sẽ có một chút về phần khởi động. Hãy thực hiện các yêu cầu sau. Hãy nối biện pháp tu từ ở cột bên phải tương ứng với ngữ liệu ở cột bên trái. Và từ đó hãy tìm hai từ bất kỳ, sau đó tiến hành giải thích nghĩa của từ và tìm đồng nghĩa với các từ đó. Chúng ta sẽ cùng thực hiện các cái yêu cầu này. Các cột bên phải và cột bên trái, ở đây kem sẽ chú ý đây. Hôm nay trời nắng trang trang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một chiếc út trì và mang một mẩu bánh mì con con. Ở phần B, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Phần C. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đa nón chút từng sợi giang. Ve kêu rừng vách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Với ba phần ABC trên màn hình, các em hãy xác định xem là ở trong phần mỗi một phần tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì chúng ta sẽ nối như sau. Câu A chính là biện pháp nhân hóa. Mèo đi học, đấy, chỉ mang cái bút chì và mang mổ bánh mì. Con mèo đi học đó là nghệ thuật nhân hóa. Phần B là nghệ thuật hoán dụ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây. Hoán dụ đây đó là một cây và ba cây. Một cây muốn nói tới số lượng ít, ba cây ở đây muốn nói tới số lượng nhiều. Và đương nhiên phần C chính là điệp ngữ. Các em sẽ thấy nhớ, nhớ được lặp đi lặp lại ở trong phần này. Đó chính là các biện pháp nghệ thuật. Qua phần này thì chúng ta sẽ rút ra được cái nội dung bài học ngày hôm nay. Về nội dung bài học ngày hôm nay thì có các nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất là về biện pháp tu từ. Nội dung thứ hai là về nghĩa của từ và nội dung thứ ba là lựa chọn cấu trúc câu về các biện pháp tu từ thì hôm trước chúng ta đã được ôn một vài miết biện pháp tu từ rồi hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào hai biện pháp đó là biện pháp so sánh và đảo ngữ thứ hai là việc lựa chọn cấu trúc câu sẽ có tác dụng như thế nào còn phần nghĩa của từ ấy, thì trong phần thực hành tiếng Việt của trang 40 ở bài 7 ấy, thì cô cũng đã nhắc lại, đợi, ôn lại kiến thức về những của từ rồi nên ở bài này cô sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ ôn lại một chút về đơn vị kiến thức. Thứ nhất là về phép so sánh. So sánh là biện pháp sử dụng cách thức đối chiếu sự vật hay sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng tính gợi hình, gợi cảm và nhấn mạnh cho người đọc. Các biện pháp tu từ các em đã học ở lớp 6, lớp 7 rồi. Lên lớp 8 ở đây chúng ta chỉ ôn lại thôi. Nên tất cả những phần này đều là kiến thức cũ mà không phải để phân tích mới nữa. Ví dụ, trẻ em như búp trên cành. À, so sánh trẻ em với búp trên cành thông qua từ so sánh, đó là từ như. Đấy, các em thấy, và giữa trẻ em và búp trên cành có những nét tương đồng với nhau. Đều là những chồi non, đều là những mầm non và sau này lớn lên sẽ trở thành những cây cao, trở thành những cây vững chãi. Thì ở đây trẻ em cũng như vậy thứ hai đó là phép đảo ngữ đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí của động từ của trợ từ lên trước chủ ngữ để nhằm nhấn mạnh hoặc thể hiện cảm xúc của người viết như vậy thì xét về đảo ngữ kem thấy rằng thể thông thường có hai loại đảo ngữ một là đảo vị trí của các thành tố trong một cụm từ hai là đảo vị ngữ lên chủ trước chủ ngữ hay còn gọi là đảo giữa các thành phần của câu các thành phần của câu chính là đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ ví dụ lom khom dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà đây chính là biện pháp đảo ngữ thông qua từ lom khom đấy cấu trúc đúng vài chú tiều lom khom dưới núi bên sông lác đác chợ mấy nhà đấy hoặc là mấy nhà chợ bên sông lác đác mấy nhà chợ đấy chính là uh, cái cấu trúc đúng và đương nhiên khi sử dụng phép đảo ngữ thì bao giờ cũng có tác dụng tạo hình ảnh và gây nhận tạo sự nhấn mạnh nhấn mạnh vào cái sự lác đó nhấn mạnh về sự thưa thớt hoang sơ của cảnh vật ở nơi đây chúng ta sẽ sang phần thứ hai là lựa chọn cấu trúc câu việc lựa chọn cấu trúc câu sẽ có tác dụng thể hiện ý nghĩa câu nói nếu thay đổi cấu trúc thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi tức là việc lựa chọn uh, sắp xếp trật tự từ trong một câu ấy, thì bao giờ cũng có một cái dụng ý cái điều khác là đứng trước một tổ hợp từ chúng ta có rất nhiều cách sắp xếp khác nhau ở mỗi một cách sắp xếp thì bao giờ có một cái dụng ý riêng để làm sao chúng ta lựa chọn cái cách sắp xếp sao cho đảm bảo được cái thông tin cần cái giao tiếp ví dụ từ đằng xa tiến lại hai chú bé à từ đằng xa tiến lại hai chú bé tức là người nói đang tiến lại gần hai chú bé đang đứng im thế có nghĩa là gì thế có nghĩa là người nói đang muốn nói này đó là đang tiến lại gần hai chú bé từ đằng xa tiến lại hai chú bé ở đây tác giả đã sắp xếp sắp xếp à, cái từ tiến lại hai chú bé đấy sắp xếp là cái từ à, lẽ ra phải nói này từ đằng xa hai chú bé tiến lại nhưng nếu khi viết này từ đằng xa tiến lại hai chú bé thì câu này có nghĩa là người nói ấy, đang tiến lại hai chú bé chứ không phải hai chú bé đang tiến lại nào kem để để hiểu ra kinh nghĩa thứ nhất là người nói đang tiến lại gần hai chú bé chứ không phải hai chú bé tiến tiến lại nó mà cái khác là hai chú bé thì, sẽ đứng im cách thứ hai từ đằng xa hai chú bé tiến lại nếu khi viết này từ đằng xa hai chú bé tiến lại thì lại nghĩa là hai chú bé đang tiến lại gần còn người nói thì tôi đang đứng im đấy như vậy thì mỗi một cách sắp xếp nghĩa của từ mỗi một cách sắp xếp từ ngữ trong câu thì nó lại có một cái dụng ý riêng có một ý nghĩa riêng thế nên kem phải biết lựa chọn cái sự sắp xếp để làm sao mà nó vừa đảm bảo thông tin cái mục đích giao tiếp đảm bảo đạt được cái mục đích giao tiếp chúng ta sang phần luyện tập luyện tập này chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa bài tập 1, nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các ví dụ ở phần ở bài tập 1, ở đây là những câu thơ trích trong bài thơ Lá Đỏ. Em đứng bên đường như quê hương. Rõ ràng trong câu thơ này em xác định được trong câu thơ tác giả sử dụng biện pháp so sánh. So sánh em, cô gái tiền phương giống với quê hương thông qua từ so sánh đó là từ như và tác dụng gợi lên hình ảnh người em gái thanh niên sung phong gần gũi mang bóng dáng bình dị của quê hương Thế nhưng ẩn đằng sau đó, ẩn đằng ẩn đằng trong cô gái đó vẫn là một con người mạnh mẽ, kiên cường. Bởi vậy mà khi mà người lính gặp lại em giống như được nhìn thấy quê hương, được trở về với quê hương. Đấy, đó chính là tác dụng của biện pháp so sánh trong câu thơ này. Ở ví dụ B. Con đường nhựa ban đêm sau cơn mưa mùa hạ rộng ra, dài ra lấp loáng ánh đèn trông như một con nước sông đen chứ con sông nước đen những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xứ sở thần tiên đây là một đoạn à, trong văn bản những ngôi sao xa xôi chúng ta đã học ở văn bản 3 kết nối với chủ đề các em thấy rằng là trong đoạn văn này tác giả vẫn sử dụng biện pháp so sánh so sánh thứ nhất là so sánh con đường nhựa ban đêm giống như là con sông nước đen. Đây là cái so sánh thứ nhất. Các em biết là con đường nhựa giống như con sông nước đen. Để thấy được cái độ nhẫn bóng đấy. Thứ hai là so sánh những ngọn điện trên quảng trường giống như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích. Như vậy thì phần này có hai phép so sánh. Và phép so sánh này có tác dụng gợi lên cái hình ảnh đẹp đẽ, huyền ảo của các sự vật qua đôi mắt của Phương Định. Con đường nhựa con đường được quốc lộ đấy con đường quốc lộ được giải nhựa và khi nó giải nhựa thì nó đen nhánh mà nó đen nhánh lên và dưới ánh phản chiếu của những cái ngọn điện ấy, thì nó giống như những cái sòng sông đen nó giống như những dòng nước đen đen mà được chiếu sáng xuống rất là đẹp thứ hai là những ngọn điện ở trên quảng trường giống như những ngôi sao đấy nó mờ mờ ảo ảo gợi hình ảnh rất là đẹp đẽ thứ hai những hình ảnh này nó đối lập với một cái hiện tại khốc liệt và thông qua đó để nhằm gián tiếp tố cáo chiến tranh hình ảnh này nó đẹp như thế mà nó hoàn toàn đối lập với một cái hiện khốc liệt là hiện tại các cô đang sống ở uh, hiện tại là các cô đang sống ở một cái vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn nơi tập trung nhiều máy bay Mỹ bắn phá nhiều nhất của Mỹ và đồng như vậy thì nó gián tiếp tố cáo chiến tranh và cái thứ ba là nói lên cái ý nghĩa sự dấn thân cao cả của tuổi trẻ trong những năm đầu kháng chiến à các em biết là những ngọn điện trên quảng trường linh như những ngôi sao của trong chủ cửa tích các em có biết là cái đoạn này là đoạn nằm trong phần nào trong uh, bài uh, những ngôi sao xa, xa xôi đây là đoạn mà khi phương định nhớ về những cái năm tháng hòa bình mà cô được sống cùng với gia đình trong một khu phố nhỏ yên bình trước chiến tranh à, cô nhớ lại những cái kỷ niệm mà khi cô cùng với gia đình sống trong một cái thời kỳ trước chiến tranh khi đó khung cảnh nơi đó nó thật đẹp những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích đấy nó đẹp như thế đây là ký ức trong kỹ của cô chứ không phải là cái cuộc sống của cô hiện tại bây giờ đây là kỹ của cô thế bởi vì, vì một cô gái đã dám từ bỏ từ giã một cái nơi mà rất là đẹp rất là thơ mộng để lao vào nơi khói lửa chiến tranh đủ để thấy được sự hy sinh cao cả, cái sự dấn thân cao cả của những người chiến sĩ trẻ trong những năm kháng chiến. Đây là tác dụng uh, của biện pháp so sánh trong phần này. Sang phần C. Cao điểm bây giờ thật vắng, chỉ có Nho và chị Thao và Bom và tôi ngồi đây và cao xạ đặt bên kia quả đồi, cao xạ đang bắn. Kem thấy. Kem thấy rằng là trong phần này á có một từ được lặp đi lặp lại, từ và. Đấy, kem thấy. Và đây là biện pháp điệp ngữ. Biện pháp điệp ngữ lặp lại từ vào. Biện pháp này sẽ có tác dụng thứ nhất, liệt kê nhấn mạnh sự hiện diện của từng con người và từng sự vật trong cái khung cảnh nó căng thẳng khốc liệt như thế. Và nho này, thao này, bom này, tôi này, cao sạn này. Đó chính là từng con người từng sự vật. Thứ hai là khẳng định cái sự vắng vẻ và tĩnh lặng trên cao điểm. Tĩnh lặng đến mức mà không hề có một tiếng đáp trả cái lúc này là lúc mà uh, nho và chị thao um, nho và chị thao ra phá bom mãi vẫn chưa về ở trên cao điểm mãi vẫn chưa về phương định trực máy ở trong ba hang phương định cảm thấy rất là sốt ruột rất là sốt ruột mặt đất thì yên ắng không có một tiếng đáp trả trong khi đó thì máy bay mỹ thì gầm gào ở trên nhưng mà đất không có một tiếng đáp trả vậy vắng vẻ và yên tĩnh lặng trên cao điểm tĩnh lặng ở đây là gì phương định rất là lo lo không biết là không biết là cái sự an toàn của nho và thao như thế nào, đấy cái sự sống chết, sự an toàn của nho và thao như thế nào, chỉ có nho có thao có bom có tôi và cao xạ thôi, ngoài ra không có một thứ gì khác, tạo không khí hồi hộp lo lắng về một cái hiểm nguy đang rình rập, đấy, phương định cô vừa nói mình phương định trực máy trong hang, phương định rất là lo lo về khi hai đồng đội của mình chưa về, mong muốn cao xạ, cao xạ là những anh uh, quân lính quân chủng của chúng ta của ta để bảo vệ cho các cô gái để bắn máy bay mỹ đó bắn máy bay mỹ và khi mà cao xạ phát lên những cái tiếng súng có nghĩa là xua à, đuổi máy bay mỹ và đồng nghĩa với việc là đang bảo vệ các cô gái thanh niên dục phong thế nên là cái biện pháp được ngữ này nó còn tạo không khí hồi hộp lo lắng về những cái hiểm nguy đang rình rập cái mặt ra sang phần d nho vẫn thì thầm nó cũng đang ở trạng thái như tôi yêu tất cả tình yêu của những con người trong khói lửa, tình yêu độ lượng tha thiết vô tư mà cái độc quyền có nó trong tim là những người chiến sĩ. Kem thấy rằng là ở phần này á, thì từ nào được lặp lại? Đó là từ tình yêu. Từ tình yêu được lặp lại các em ạ. Đó là biện pháp tô từ, điệp ngữ, từ tình yêu được lặp lại hai lần. Ngoài ra còn có biện pháp so sánh. Nó cũng đang ở trạng thái như tôi nó cũng đang ở trạng thái như tôi nó đây nó nho vẫn thì thầm nó cũng đang ở trạng thái như tôi đấy tác dụng nhấn mạnh tình cảm mãnh liệt trong trái tim của nho và phương định dành cho những người lính đang thành quân ra mặt trận đó cũng là tình cảm mà những người lính dành cho nhau trong khói lửa chiến tranh đó là tác dụng của các biện pháp tu từ ở trong phần này qua đó khẳng định tình yêu tha thiết bùng cháy một tâm hồn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết sang phần e Máy bay trinh sát vẫn nạo vết sự yên lặng của núi rừng. Máy bay trinh sát vẫn nạo vết sự yên lặng của núi rừng. Máy bay trinh sát mà lại nạo vết được, đó chính là biện pháp nhân hóa. Và cái chữ nạo vết này cho thấy được diễn tả được cái âm thanh sắc lạnh của máy bay trinh sát đang phá tan cái sự yên lạnh thanh bịnh của núi rừng. Đấy, cái âm thanh ghê người, âm thanh hùng rợ rùng rợn, sắc lạnh nên nó dùng chữ nạo vết và gợi được tính chất khốc liệt của cao điểm nơi mà ba cô gái đang làm những vụ phá bom mừng được. Đấy là những tác dụng của biện pháp nhân hóa ở trong phần này. Chúng ta đã tìm hiểu xong bài tập số 1, sang đến bài tập số 2. Thử thay thế những từ ngữ in đậm trong các trường hợp sau bằng từ ngữ đồng nghĩa để từ đó nhận xét về giá trị biểu đạt của những từ ngữ được tác giả sử dụng. Đây chính là về nghĩa của từ đấy, liên quan đến kiến thức về nghĩa của từ Gặp em trên cao lộng gió, rừng là ào ào lá đỏ. Phần B. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi trường sơn nhòa trời lửa. Phần C. Cười thì hàm răng trắng lóa trên khuôn mặt nhem nhuốc. Các từ in động như là lộng gió, ào ào, vội vã, nhòa hay là trắng lóa. Các em mới tìm các từ đồng nghĩa với từ đó. Và sau đó thay thế vào xem là cái giá trị biểu đạt của chúng có thay đổi hay không. Nhất. Trong trường thứ nhất, gặp em trên cao lộng gió, dừng lạ ào ào lá đỏ. Các em sẽ thấy rằng cái từ lộng gió của từ ào ào có thể thay thế vào các từ đồng nghĩa, ví dụ từ gió mạnh hoặc gió lộng. Từ ào ào có thể thay thế bằng từ rào rào. Đấy các em thấy. Bây giờ cô thay thay những cái từ đồng nghĩa này vào câu thơ đó như sau. Gặp em trên cao gió mạnh hoặc là gió lộng, Dừng lạ rào rào lá đỏ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhận xét, nhận xét về giá trị biểu đạt của những từ ngữ mà tác giả dùng nhớ là nhận xét về giá trị biểu đạt của những từ ngữ mà tác giả dùng nhé. Ở trong câu thứ nhất, gặp em trên cao lộng gió. Khi mà nói chữ lộng gió nó khác với từ gió mạnh hay là gió lộng. Gặp em trên cao lộng gió miêu tả gió thổi mạnh, do ở trên cao ở một nơi trống trải, có một cái không gian cao rộng khoáng đạt. Vậy thì khi nói này gặp em trên cao lộng gió làm nổi bật được cái vị trí nơi mà gặp cô gái tiền phương ở một vị trí cao gió thổi mạnh không gian thì cao rộng và khoáng đạt đấy là cái tác dụng về cái giá trị biểu đạt trong cái câu thơ mà tác giả sử dụng ở câu thứ hai rừng lạ ào ào lá đỏ khi sử dụng cái từ ào ào ấy vừa gợi hình ảnh vừa gợi âm thanh bởi vì nó gợi điều gì cái tiếng gió thổi mạnh ở trong rừng trong rừng lá rụng nhiều nên nó tạo nên cái âm thanh ào ào nhanh như thăng đổ cộng hưởng với không khí hành quân hối hả với cái từ ào ào này này vừa miêu tả được cái âm thanh gió thổi làm cho lá rụng nhiều nhưng cũng vừa gợi tả được cái đoàn quân ấy đoàn quân đi nó vơ kéo theo cái tiếng lá kêu ảo ảo đó là cái từ ảo ảo còn quay trở lại hai cái câu mà nếu mình theo theo được nếu bây giờ mà viết là gặp êm trên cao gió mạnh hay là rừng lạ rào rào lá đỏ ấy, thì hai kiểu câu này nó không thể hiện được cái khung cảnh hùng tráng bạt ngàn lá đỏ trong cái khu rừng đó rào 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 chỉ là tiếng lá rơi thôi rào rào chỉ là tiếng lá rơi thôi còn không thấy được cái không khí hành quân nó kéo theo cái tiếng lá nó bị kéo lê bị kéo lê ở dưới ở dưới đất đấy đó chính là giá trị biểu đạt của câu thơ mà tác giả sử dụng sang phần b đoàn quân vẫn đi vội vã bụi trường sơn nhòa trời lửa từ vội vã ta có thể thay bằng từ hối hả khẩn trương từ nhòa ta có thể thay bằng từ nhòe đây là các từ đồng nghĩa và bây giờ cô thay như sau đoàn quân vẫn đi hối hả hoặc là đoàn quân vẫn đi khẩn trương bụi trường sơn nhòe trời lửa bây giờ nhận xét nhận xét về giá trị biểu đạt của cái từ mà tác giả sử dụng của cái câu mà tác giả sử dụng đoàn quân vẫn đi vội vã. Thứ nhất là gợi hình ảnh đoàn quân gấp gáp để kịp cho chiến dịch. Nhưng cái chữ vội vã này nó còn thể hiện một cái tâm trạng có phần căng thẳng, lo âu trước một cái sự kiện trọng đại. Thứ hai là bụi trường sơn nhòa. Từ nhòa nó khác với chữ nhòe. Từ nhòa ở đây á, để thấy được là bụi quấn dày đặc hòa với bầu trời đầy khói lửa để làm nổi bật được cái tính chất khốc liệt của chiến tranh. Đó chính là cái giá trị mà các cái từ ngữ tác giả sử dụng. Thế còn nếu bây giờ thay bằng từ thay từ vội vã bằng các từ đồng nghĩa khác thì Ken sẽ thấy rằng nó sẽ không thể hiện được cái tư thế hiên ngang, anh dũng của đoàn quân trong cảnh khói lửa chiến tranh. Sang đến phần C. Ở phần C, cười thèm răng trắng lóa trên khuôn mặt nhem nhuốc. Trắng lóa đồng nghĩa với từ trắng tinh. Đấy, trắng lóa đồng nghĩa với từ trắng tinh. Thay như sau, cười thì hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt nhem nhuốc trắng loá cái từ trắng loá miêu tả được cả sắc màu và cả hiệu ứng ánh sáng cái ánh sáng nó chiếu vào hàm răng nó loáng lên thì đấy là à, sai trắng loá màu trắng như tỏa sáng trên nền đen đó chính là khuôn mặt lấm bùn và đây chính là giá trị biểu đạt của à, cái từ ngữ mà tác giả sử dụng còn tất nhiên là khi thay một từ trắng tinh thì nó không còn mang ý nghĩa đó nữa Đấy, đó chính là ở bài tập số 2. Sang bài tập số 3. Kể vào bảng, kể bảng này vào vở theo mẫu và điền các thông tin. À, đây chính là bài tập mà nói về à, sự lựa chọn cái cấu trúc câu, thay đổi cấu trúc câu hay còn gọi là việc sắp xếp các cái trật tự từ trong câu, sắp xếp các trật tự từ. Câu trong văn bản, sốt ruột tôi chạy ra ngoài một tí và thay đổi cấu trúc đó là tôi sốt ruột chạy ra ngoài một tí. Phần B, Xung quanh cao điểm vắng vẻ này có bao nhiêu là người? Thay đổi như sau, có bao nhiêu là người xung quanh cao điểm vắng vẻ này? Câu C, chỉ cần chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu yêu cầu giúp đỡ là họ sẽ chạy đến ngay. Thay đổi này, họ sẽ chạy đến ngay nếu chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu yêu cầu giúp đỡ. Và câu D, uống sữa xong, nho ngủ. Uống sữa, nho uống sữa xong, rồi ngủ. À, khi mà sự thay đổi cái trật cái tự từ, từ Thì chúng ta sẽ nhận xét về sự khác nhau Về ý nghĩa của các câu này Chúng ta sẽ lần lượt làm từng câu một Thứ nhất, ở cặp câu thứ nhất Các em thấy này Xuất ruột tôi chạy ra ngoài một tí Trong câu này á Trong câu này được thay đổi là Tôi xuất ruột chạy ra ngoài một tí Tôi xuất ruột, nó mang tính chất thông báo sự việc thôi Tôi xuất ruột tức là thông báo sự việc Và tôi xuất ruột đấy Và chạy ra ngoài một tí Đấy là thông báo sự việc nó không nhấn mạnh được cái trạng thái trạng thái của nhân vật tôi thế nhưng ở đây này sốt ruột tức là ở trong phần nguyên văn trong cái văn bản ấy tác giả có sử dụng biện pháp đảo ngữ mà các em biết là khi sử dụng biện pháp đảo ngữ ấy, thì đảo bộ phận nào lên đầu chính là nhấn mạnh vào cái từ ngữ đó biện pháp đảo ngữ này nhấn mạnh cái trạng thái sốt ruột cái nguyên nhân để mà khiến cho tôi phải chạy ra ngoài làm nổi bật được cái sự lo lắng cho sự an toàn của đồng đội của nhân vật phương định tức là đây là lúc mà nho và chị thao phá bom mãi vẫn chưa về trực máy ở trong hang mà phương định lo lắng sốt ruột và chính vì sốt ruột nên tôi chạy ra ngoài một tí đấy và đây cũng chính là vừa là cái trạng thái vừa là cái nguyên nhân để vì sao mà phương định chạy ra bên ngoài thể được cái tâm trạng lo lắng của cô gái đó sang cặp câu thứ hai gặp câu thứ hai xung quanh cao điểm vắng vẻ này có bao nhiêu là người và được thay đổi như sau có bao nhiêu là người xung quanh cao điểm vắng vẻ này Ở câu khi mà đã thay đổi trật tự rồi ấy, Thì nhấn mạnh vào số lượng người Số lượng người là bao nhiêu người xung quanh cao điểm này Thế còn câu thứ nhất Xung quanh cao điểm vắng vẻ này có bao nhiêu là người Vậy câu thứ nhất Nói về không gian trước Nói về con người trong không gian đó sau à, Các em thấy Nói về không gian trước Không gian ở đây đó là không gian vắng vẻ Và với câu văn này thì nhấn mạnh được cái sự hiện diện của những người đồng chí đồng đội xung quanh cao điểm. Thế nên là các cô gái trên cao điểm này sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đấy là ở cặp câu thứ hai. Sang đến cặp câu thứ ba, chỉ cần chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu yêu cầu giúp đỡ là họ sẽ chạy đến ngay và thay đổi như sau. Họ sẽ chạy đến ngay nếu chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu yêu cầu giúp đỡ. Vậy thì ở kiểu câu khi đã thay đổi cấu trúc thì nhấn mạnh hành động chạy đến khi nghe thấy tiếng súng yêu cầu giúp đỡ họ sẽ nghe nếu chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu tức là cái tiếng súng đó chính là báo hiệu sự giúp đỡ đây là câu văn mà trong văn bản những u sao xa xôi thì khi thay đổi cấu trúc này thì câu văn này sẽ nhấn mạnh tới cái hành động họ sẽ chạy đến khi nghe thấy tiếng súng thế nhưng ở câu văn nguyên văn bản trong câu văn nguyên văn bản thì sẽ nói tới hành động bắn phát súng để báo hiệu sự cần giúp đỡ và trong câu văn này sẽ nhấn mạnh cái tính chất kịp thời trong việc hỗ trợ cao điểm của những người đồng chí. Những người những người đồng chí hay còn gọi là những cao xã luôn luôn hỗ trợ các cô gái trên cao điểm. Thế và chỉ cần khi mà các cô cần chắc chắn các anh sẽ xuất hiện. Đấy, Nên do đó mà cái câu gốc ấy, thì nhấn mạnh để khẳng định là khẳng định được cái tính chất rất là kịp thời. Luôn luôn kề vai sát cánh ở bên. Sang cặp câu cuối cùng, uống sữa xong nhau ngủ và nhau uống sữa xong rồi ngủ thì cấu trúc trong văn bản ấy và cấu trúc câu đã thay đổi đều phù hợp với thứ tự hành động của sự vật trong hai câu này đều nói đến hai hành động hành động uống sữa và hành động ngủ hành động uống sữa và hành động ngủ thì dù là ở câu nguyên văn văn hay là câu thay đổi thì đều nói được về cái thứ tự của hành động uống sữa rồi ngủ đấy trong câu thay đổi cấu trúc thì chủ thể nho được đưa lên đầu câu làm cho trọng tâm thông tin không còn là hành động nối tiếp nhau là uống sữa ngủ. Hay nói khác là câu gốc ở trong văn bản thì nhấn mạnh vào hành động còn câu thay đổi thì nhấn mạnh vào chủ thể. Đó như vậy là đơn giản như vậy. Câu gốc thì nhấn mạnh vào hành động còn câu thay đổi thì nhấn mạnh vào chủ thể. Chủ thể chính là nho. Đấy là các yêu cầu trong bài tập số 3 chúng ta đã trao đổi. À, sang một cái bài tập cuối cùng đây cũng chính là phần vận dụng Viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu nêu suy nghĩ của em về tác hại của nghiện thuốc lá điện tử và trong văn bản của ít nhất sử dụng một biện pháp tu từ. Thế thì cái đoạn văn này á thì chúng ta sẽ nêu tác hại của việc nghiện thuốc lá điện tử. Trong đó có sử dụng một biện pháp tu từ thì dễ nhất các em có thể sử dụng đó là biện pháp so sánh mà chúng ta rất dễ sử dụng. Còn tất nhiên là các em có thể sử dụng các biện pháp khác và phần viết biện văn này thì sẽ để cho kem sáng tạo bởi vì tác hại của việc hút thuốc lá điện tử kem cần phải tự tìm hiểu thì có lẽ là kem sẽ hiểu biết nhiều hơn và mở rộng hơn cái kiến thức cái kỹ năng của mình như vậy cô đã cung cấp cho kem và hướng dẫn kem làm các cái bài tập ở trong sách giáo khoa rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe đừng quên đăng ký kênh chia sẻ video để cập nhật tất cả những bài giảng trong chương trình cũng như là để cho tất cả các bạn khác cùng lứa tuổi được học tập cảm ơn và chào hẹn gặp lại kem ở video sau